Sáng ngày 26 tháng 5, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn đến thăm và gửi lời chúc mừng chư tôn giáo phẩm văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cũng như chư tăng ni Phật tử cả nước đón mùa Phật đản thành tựu viên mãn. Đoàn khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kịp thời thực hiện nhiều hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và mong rằng công tác an sinh xã hội sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức của chư tôn đức tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đáp lời, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trân trọng cảm ơn tấm lòng mà đoàn đã dành cho chư tăng ni Phật tử cả nước, đồng thời khẳng định thời gian tới các cấp giáo hội sẽ tham gia tích cực hơn nữa trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng nhân dân để xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh. Chiều cùng ngày, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới thăm văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, gửi lời chúc mừng chư tăng ni và Phật tử cả nước nhân dịp Phật đản năm 2023. Đáp lời, Hòa thượng Thích Huệ Trí trân trọng cảm ơn tới đoàn công tác và cầu nguyện tất cả thành viên an lành, hoàn thành trọng trách được giao phó. Cũng tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phái đoàn Cục An ninh Nội địa Bộ Công an do Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, trân trọng chúc mừng chư tôn đức và quý Phật tử một mùa Phật đản mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc.